Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2021, nhiều người di chuyển trên đường Phan Huy Ích khi tới địa phận quận Gò Vấp buộc phải quay đầu xe do ở đây đã thành lập chốt phong tỏa để phòng dịch COVID-19 theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước chốt chặn này đã xảy ra ùn ứ giao thông. Nhiều người ở các quận khác mặc dù biết thông tin về phong tỏa nhưng do làm việc tại công ty có văn phòng trong khu vực Gò Vấp nên vẫn cố gắng đi làm. Tuy nhiên, khi tới điểm chốt được lực lượng chức năng thông báo có thể vào nhưng không thể ra ngoài thì họ đành điện thoại cho công ty để giải quyết. Có trường hợp chạy xe ôm công nghệ gặp hoàn cảnh trớ trêu khi nhận được đơn hàng trong địa phận Gò Vấp, anh đành phải thông báo nhờ khách hàng hủy chuyến. Người bên ngoài không được vào, người ở Gò Vấp cũng không thể ra ngoài. Nhiều người ở Gò Vấp tới xuất trình các loại giấy tờ cho lực lượng chức năng để đi ra ngoài, nhưng lực lượng chức năng thông báo chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ theo quy định mới được ra ngoài. Trước đó, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, toàn thành phố sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng nâng cao một số biện pháp như không tụ tập quá 5 người nơi công cộng. Đặc biệt, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 sẽ bị phong tỏa, đồng thời áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, cũng từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu dân phố cách ly khu dân phố, phường cách ly phường. Thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã lập 10 chốt an ninh trên các tuyến đường nối với quận Gò Vấp để đảm bảo thực hiện chỉ đạo này. Hơn 10 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021, lực lượng chức năng bất ngờ xả chốt phong tỏa phòng COVID-19 trên đường Phan Huy Ích nối hai quận Tân Bình và Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến động thái này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cho biết, địa phương tạm gỡ các chốt kiểm soát ra vào địa bàn quận để lên phương án cụ thể, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 khi thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, ngay sau khi xả chốt thì nhiều người lại hoang mang vì không biết vào trong khu phong tỏa rồi có ra được không. Sau khi xả chốt, việc lưu thông qua tuyến đường này bình thường trở lại, không còn ùn tắc như thời điểm đầu giờ sáng. Tuy nhiên, vẫn có một số người đi tới điểm chốt này vẫn đi chậm dò xét xem và hỏi thông tin có được vào hay ra không. Anh Châu Nguyễn Thành, nhà ở quận Gò Vấp nhưng đi làm ở quận khác, khi tới địa điểm chốt không vội qua. Sau khi không chắc chắn về việc có thể vào lại hay không thì anh đành quyết định báo lên cơ quan nghỉ làm rồi quay về nhà. Trước đó, từ sáng ngày 31 tháng 5 năm 2021, lực lượng chức năng đã lập chốt và thông báo người dân ở Gò Vấp không được đi ra khỏi khu vực. Đồng thời, người ở các quận khác cũng không được đi vào khu vực quận Gò Vấp, trừ những trường hợp đặc biệt phải có giấy tờ, theo quy định thì mới được đi qua chốt kiểm soát này. Thời điểm đầu buổi sáng, nhiều người đi làm dẫn đến ùn tắc tại khu vực chốt kiểm soát này. Đến hơn 10 giờ sáng, lực lượng chức năng mới tiến hành xả chốt, việc lưu thông trở lại bình thường.